đánh bại Djokovic, Medvedev lần đầu vô địch US Open. Daniil Medvedev giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau khi anh đánh bại số 1 thế giới Novak Djokovic ở trận chung kết US Open 2021. Medvedev lần đầu vô địch US Open. Medvedev bước vào chung kết US Open với quyết tâm cao độ. Tay vợt người Nga có 2 lần vào chung kết Grand Slam, nhưng anh chưa từng được chạm tay vào cúp bạc. Nhưng nỗ lực và sự khao khát danh hiệu đã được Medvedev hiện thực hóa trong cuộc đối đầu với Djokovic ở trận chung kết US Open 2020. Một trạng sáng nay, trước số 1 thế giới đang sở hữu 27 chiến thắng liên tiếp tại các giải Grand Slam, Medvedev chỉ mất 2 giờ 15 phút để giành chiến thắng sau 3 set đấu với cùng tỷ số 6-4. Với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, Medvedev trở thành tay vợt nam người Nga thứ 3 giành danh hiệu Grand Slam, sau Evgeny Kafelnikov và Merit Safin. Anh cũng là người thứ 2 lên ngôi tại US Open, sau khi Merit Safin làm được điều này vào năm 2000. Medvedev đăng quang một cách xứng đáng, nếu nhìn vào hành trình của anh ở cả giải đấu. Tay vợt 25 tuổi thể hiện phong độ cao khi chỉ thua duy nhất một set và nhanh chóng đánh bại số 1 thế giới ở chung kết. Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi Medvedev đã ngăn cản Djokovic, lập kỷ lục vô tiền khoảng hậu vô địch 4 giải Grand Slam trong cùng một năm của huyền thoại Rod Laver sau 52 năm. Bên cạnh đó, Medvedev cũng khiến cho tay vợt 34 tuổi người Serbia vẫn chưa thể vượt qua Roger Federer và Rafael Nadal để trở thành tay vợt đầu tiên, độc chiếm kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến Nôn và các fan hâm mộ khi đã cản anh trên con đường lập kỷ lục. Tuy nhiên, trong thể thao phải có thắng và thua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ tôi và giờ đây tôi đã có được chức vô địch Grand Slam đầu tiên, Medvedev chia sẻ trên bục vinh quang. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.